Quý vị và các bạn đang nghe phần thâu âm bài đọc trích từ quyển sách biếu bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát do ban phát thanh hội quốc tế thanh hải vô thượng sư tại xe Jose thực hiện quyển sách biếu và băng thâu âm được phát miễn phí Actually, many of us read the precepts but do not uh, very deeply concern with it, or not deeply understand. Or maybe we want to understand it the way we do, but not the way it exactly means. Uh, therefore, it doesn't harm sometimes to uh, uh, remind us and, or to listen to a little bit of deeper meaning of that again. Yeah. For example, in the Bible, in the Old Testament, the first page, God said, I made all the animals, yeah, to befriend you and to help you, and you shall rule over them. And then he said he makes all the food for the animals, each one a different kind, yes. But he didn't tell us to eat them, no. And he say I make all the fruit, all the herbs in the field and all the fruits on the trees, which are delicious to the taste and pleasing to the eyes, these shall be your food.

thỉnh thoảng nhắc nhở chúng ta nghe những ý nghĩa thâm sâu hơn cũng không có gì là quá đáng ví dụ trong chương một của cựu ước thượng đế nói ta tạo ra tất cả các loài vật để làm bạn với các ngươi giúp đỡ các ngươi các ngươi nên coi sóc chúng sau đó ngài nói ngài tạo ra các loại thức ăn cho các loài vật mỗi loài vật có thức ăn khác nhau nhưng ngài không bảo chúng ta ăn loài vật ngài không có nói như vậy Ngài nói, ta tạo ra các loại thực vật, những rau cải trong ruộng, những trái cây trên cây, mùi vị vừa ngọt ngào vừa đẹp mắt. Đó là thực phẩm của các ngươi, nhưng không bao nhiêu người chú ý điểm này. Rất nhiều tín đồ đọc thánh kinh không hiểu ý nghĩa thật sự của thượng đế, vẫn cứ tiếp tục ăn thịt. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ càng khoa học, sẽ biết rằng con người không hợp với việc ăn thịt. Hệ thống tiêu hóa của chúng ta ruột, bao tử, răng. Tất cả được tạo ra để ăn rau trái. Chẳng lại gì phần đông những người ăn thịt đều bị bệnh, già sớm, kiệt sức và trì trệ. Lúc sinh ra, họ rất sáng suốt, thông minh. Kết quả càng ngày càng mất đi sự nhanh nhẹn, càng già càng cảm thấy tệ hơn. Đó là vì chúng ta đã phá hư công cụ phi hành của chúng ta. UFO chỉ thân thể của mình nếu chúng ta muốn sử dụng công cụ này một cách an toàn và lâu dài hơn thì cần phải săn sóc nó cho thích đáng ví dụ như bây giờ chúng ta có một chiếc xe quý vị đều biết lái xe nếu chúng ta đổ nhầm dầu vào xe thì sẽ xảy ra việc gì rất có thể chỉ lái được mấy bước là ngừng lại như vậy không thể trách chiếc xe đó là lỗi chúng ta vì chúng ta đổ nhầm nhiên liệu hoặc là trong xăng có nước nên xe chỉ chạy được một quãng là bị trở ngại phải vậy không hoặc xăng lâu quá không có được lọc sạch cũng đi một lát là bị hư hoại hãy xe không được bảo trì đúng mức thì có lúc cũng sẽ bị đào thải thân thể của chúng ta cũng giống như công cụ giao thông vậy có thể dùng để bay đến những nơi vĩnh viễn bay đến những nơi cao đẳng những cảnh giới trí huệ cao nhưng vì đôi khi chúng ta sử dụng không thích đáng cũng sẽ làm hư hại công cụ này ví dụ xe có thể chạy đến mấy mươi cây số đưa chúng ta đến lớp học gặp bạn bè đi thăm những phong cảnh đẹp đẽ nhưng nếu chúng ta đỏ lộn giàu lộn nhớt bình nước không săn sóc kỹ xe đương nhiên chẳng chạy nhanh được và chẳng bao xa chỉ đi được một quãng ngắn mà thôi rồi nằm vạ phía sau vườn điều này cũng chẳng sao chẳng qua là chúng ta lãng phí mục đích mua xe của mình lãng phí tiền bạc lãng phí thời gian và tinh thần chỉ vậy mà thôi không trách ai được cảnh sát không đến phạt quý vị chẳng qua quý vị lãng phí chiếc xe lãng phí tiền của quý vị lẽ ra quý vị đi được rất xa thấy được nhiều vật và có thể ngắm được rất nhiều phong cảnh lãng phí thân người thật đáng tiếc cũng vậy chúng ta có thân thể mới có thể sống ở thế giới này chúng ta cần phải săn sóc thân thể một cách thích đáng bởi vì bên trong đó có chứa đựng một công cụ có thể đưa chúng ta bay ra ngoài không gian cũng giống như những người không gian ngồi trong hỏa tiễn vậy hỏa tiễn là công cụ của họ họ cần phải cẩn thận không đi ngược lại định luật của vật lý hỏa tiễn mới có thể bay nhanh và an toàn những người không gian ở bên trong mới là quan trọng công cụ hỏa tiễn chỉ là đưa họ đến mục đích mà thôi chủ yếu không phải là hỏa tiễn. Người lái hỏa tiễn và mục đích của họ mới là quan trọng. Nếu hỏa tiễn chỉ có bay đến Long Island thì rất uổng phí thời gian, lãng phí rất nhiều tiền bạc của quốc gia. Cho nên, thân người quý vô cùng bởi vì người chủ của chúng ta ngự ở bên trong. Đó là nguyên nhân trong Thánh Kinh có nói Các ngươi không biết sao, các ngươi là đền thờ của Thượng Đế. Thượng Đế vạn năng ngự bên trong các ngươi hay gọi là Thánh Linh nếu như bên trong của chúng ta có thánh linh và thượng đế vạn năng quý vị có thể tưởng tượng rằng chúng ta tốt đẹp như thế nào không nhưng phần đông đọc kinh đều đọc rất nhanh không hiểu ý nghĩa thậm thâm của câu nói này và cũng không tìm kiếm hàm ý của nó cho nên các đệ tử của tôi mới thích theo giáo lý của tôi ngoại trừ việc mỗi ngày khổ cực kiếm tiền để giải quyết về vấn đề vật chất họ vẫn có thể tìm thấy được người chủ ở bên trong hiểu biết được những chuyện siêu thế giới bên trong của chúng ta rất đẹp đẽ rất tự tại rất thông minh chỉ cần chúng ta biết phương pháp chính xác để câu thông với ngài thì tất cả đều là của chúng ta tất cả đều hiện hữu bên trong chúng ta chẳng qua là chúng ta không biết chìa khóa ở đâu căn phòng chỉ thân người đã khóa kỹ lâu rồi và bây giờ chúng ta quên mất bảo tàng ở bên trong chỉ có vậy thôi khi nói đến một vị minh sư là chỉ một người có thể giúp chúng ta mở cánh cửa này, chỉ cho chúng ta thấy những đồ vật chúng ta vốn có. Nhưng chúng ta cũng cần có thời gian đi vào bên trong, kiểm soát từng món vật của chúng ta. Bây giờ, nói đến thế giới thứ hai, quý vị có muốn tiếp tục đi lên không? Quý vị muốn biết tất cả mà khỏi cần làm? Không sao, tuy quý vị chưa đi qua các quốc gia, nhưng ít ra cũng có những người đi qua rồi và kể lại cho quý vị nghe tình hình ở nơi đó ít nhất quý vị cũng có hứng thú hiểu biết rất có thể quý vị cũng muốn đi nữa khi qua khỏi thế giới thứ hai chúng ta càng có lực lượng chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm cố gắng tu hành thì có thể đạt đến thế giới thứ ba tôi chưa kể hết cảnh giới thứ hai nhưng quý vị biết rằng chúng ta không thể ngồi đây cả ngày thế giới thứ ba là giai đoạn cao hơn người đến thế giới thứ ba cần phải hoàn toàn trả tất cả những nợ nần của thế giới này mới được nếu như chúng ta vẫn còn thiếu bất kỳ món nợ nào của thế giới ma vương thì không thể lên được cũng giống như những tù nhân của một quốc gia nào có thành tích bất hảo họ không thể xuất cảnh đến các quốc gia khác những nợ nần của thế giới bao gồm những nợ nần đã gieo trong quá khứ và hiện tại rất có thể còn là những nợ của tương lai trước khi chúng ta đến thế giới thứ ba, cũng giống như qua quan thuế vậy, phải trả hết tất cả những nợ nần. Khi đến thế giới thứ hai, là bắt đầu trả tất cả những nghiệp chướng của quá khứ và hiện tại. Bởi nếu không có nghiệp chướng của kiếp trước, cuộc đời này chúng ta cũng không có lý do để tiếp tục sống. Minh sư có hai loại. Một loại không có nghiệp chướng, nhưng mượn nghiệp chướng của người khác hạ phàm. Còn một loại khác giống như phàm phu chúng ta nhưng dựa vào tu hành để rửa sạch nghiệp chướng cho nên bất cứ người nào cũng đều có thể trở thành minh sư tương lai thỉnh thoảng minh sư có mượn nghiệp chướng của chúng sanh từ cảnh giới cao hạ phàm mượn nghiệp chướng quý vị nghe qua cảm thấy thế nào rất có thể điều này rất có thể xảy ra ví dụ trước khi quý vị hạ phàm quý vị đã từng đến đây quý vị đã cùng với rất nhiều người của thế giới giao du đã mấy đời hay đã mấy trăm năm. Sau đó, quý vị trở về nơi thiên đường rất xa. Ít nhất là thế giới thứ năm. Đó là nhà của Minh Sư thuộc thế giới thứ năm. Qua khỏi thế giới thứ năm, còn có rất nhiều cảnh giới khác. Sau đó, vì lòng từ bi hoặc là Đức Thánh Cha trên trời bảo hạ phàm, chúng ta trở lại thế giới này Ví dụ khi chúng ta xuống vì chúng ta đã có duyên với những người này trong quá khứ, cho nên có thể mượn họ một ít nghiệp chướng. Đối với những người này hoàn toàn chỉ là quan hệ nhân quả và nhờ vào lực lượng tu hành trả từ từ cho đến khi hoàn thành sứ mạng này của thế giới này mới thôi. Đây là loại minh sư mượn nghiệp chướng. Ngoài ra còn có một loại minh sư tu hành ở thế giới này tốt nghiệp trở thành minh sư. Cũng giống như trong trường đại học có giáo sư và học sinh học sinh tốt nghiệp rồi cũng có thể trở thành giáo sư có những giáo sư thâm niên cũng có những giáo sư vừa mới tốt nghiệp cũng vậy cũng có những vị minh sư vừa mới tốt nghiệp cho nên bây giờ nếu chúng ta đến thế giới thứ ba cần phải hoàn trả tất cả các nghiệp chướng nghiệp chướng là quy luật mà quý vị trồng gì thì phải gặt quả ấy cũng giống như chúng ta trồng cam thì được cam trồng táo thì được táo. Đó được gọi là nghiệp chướng. Tiếng Phạn gọi đó là nhân quả. Trong Thánh Kinh không đề cập đến nghiệp chướng, nhưng ghi rằng gieo nhân gì thì gặt quả ấy. Đây là những chuyện giống nhau. Cuộc đời của Chúa Giêsu rất ngắn ngủi. Trong Thánh Kinh chỉ nói sơ qua về giáo lý của Ngài, bởi vì trong Thánh Kinh không giải thích rõ ràng. Và lại, Thánh Kinh có rất nhiều bản vì muốn thích hợp với chính sách của các nhà lãnh đạo đương thời đã bị những người không nhất hẳn là khai ngộ cắt xén đi rất nhiều lần trong xã hội bất cứ tầng lớp nào cũng đều có người làm ăn buôn bán bất kỳ một sinh hoạt nào cũng đều có người buôn bán cuốn thánh kinh thật sự khác với bản hiện nay nội dung của bản chính rất phong phú rất tinh xảo rất dễ hiểu dù sao đi nữa vì chúng ta không có cách nào chứng minh thì thôi đừng nói đến nếu không sẽ có người nói chúng ta dám phỉ báng thánh kinh chúng ta chỉ có thể nói được những chuyện có thể chứng minh được rất có thể quý vị hỏi tôi như vậy thì ngài làm sao có thể chứng minh được thế giới thứ hai thế giới thứ ba và thế giới thứ tư tồn tại như ngài đã nói tôi có thể chứng minh nếu quý vị có thể đi cùng đường với tôi thì có thể nhìn thấy cùng một quang cảnh nếu như quý vị không đi cùng với tôi đương nhiên không thể chứng minh gì cho quý vị thấy. Đây là chuyện đương nhiên, vì có chứng minh cho nên tôi mới dám nói những chuyện này. Trên thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn đệ tử có thể chứng minh, cho nên chúng ta có thể nói được những chuyện chúng ta biết. Nhưng quý vị phải đi cùng với tôi, quý vị không thể nói, ngài đi giùm tôi, sau đó nói cho tôi nghe mọi việc là được rồi. Điều này tôi không làm được. Ví dụ tôi chưa bao giờ đến hội trường liên hiệp quốc này dù quý vị có diễn tả như thế nào tôi cũng vẫn không có thể nghiệm thực tế phải không cho nên chúng ta cần phải đi với những người có kinh nghiệm tại hội trường này có rất nhiều đệ tử đến từ các quốc gia họ có được một số thể nghiệm hoặc tất cả thể nghiệm mà tôi vừa mới giảng những thể nghiệm này cũng chưa phải là trọn vẹn những điều tôi kể chỉ là một phần nhỏ của cuộc hành trình chỉ là một phần nhỏ mà thôi, cũng không được chi tiết lắm. Dù cho chúng ta đọc những sách vở miêu tả đất nước của các quốc gia, đó cũng không phải thật sự là các quốc gia phải không? Cho nên, trên thế giới dù có bao nhiêu sách vở viết về du lịch các nước, nhưng chúng ta cũng thích được tự mình đi thăm viếng một lần. Chúng ta biết các quốc gia Tây Ban Nha, Bulgaria và Hy Lạp, nhưng những điều này đều chỉ biết qua sách vở hay phim ảnh. Chúng ta cần phải đích thân đến những nơi này, có thể nghiệm thật sự những chuyện vui ở nơi ấy, nếm thử thức ăn ở nơi đó, những bãi biển đẹp đẽ, khí hậu ôn hòa, con người hiền lành và một bầu không khí mà sách vở không sao có thể diễn tả hết được. Ví dụ quý vị đã vượt qua được thế giới thứ ba, nếu tiến thêm bước nữa thì sao? Đương nhiên là đến những cảnh giới cao hơn thế giới thứ tư. Thế giới thứ tư không còn thuộc về những cảnh giới siêu phàm thông thường. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ đơn giản có thể diễn tả được cảnh giới này để cho người đời hiểu rõ. Làm như vậy e rằng phạm lỗi với vị giáo chủ của thế giới này. Thế giới này rất là đẹp đẽ, nhưng có nơi rất đen tối, còn đen tối hơn so với nữ ước ban đêm bị cúp điện. Quý vị đã từng thấy cả một thành phố đen thui chưa? Có không? còn tối tăm hơn cả cảnh tượng này nữa. Trước khi thấy được ánh sáng, cần phải đi qua thế giới đen tối này. Nơi này còn được gọi là cấm thành. Trước khi chúng ta tìm thấy được chân lý của Thượng Đế, chúng ta đều bị thế giới này cản lại. Nhưng nếu có vị sư phụ kinh nghiệm thì sẽ có thể đưa chúng ta qua khỏi nơi này. Nếu không, tại thế giới đó, chúng ta sẽ tìm không thấy đường. Khi chúng ta đến các thế giới khác, thân tâm, trí lực, và đời sống đều có những thay đổi đối với đời sống chúng ta có những con đường khác nhau đi trên những con đường khác nhau làm những việc khác nhau cho dù là những công việc thường nhật cũng đều sinh ra những ý nghĩa khác biệt chúng ta hiểu rõ tại sao phải làm việc này tại sao phải thay đổi công việc chúng ta biết được mục đích của đời người nên không còn cảm thấy buồn bã bất an mà rất an nhiên nhẫn nại đợi ngày mình hoàn thành sứ mạng trên địa cầu này vì lúc còn sống chúng ta đã biết sau khi vãng sanh sẽ đi về đâu đó được gọi là vãng sanh tại thế tôi đoán rằng trong số quý vị cũng có người đã từng nghe qua những chuyện tương tự như vậy nhưng không biết có vị minh sư nào có thể nói điều gì khác hơn không ngoài ra chúng ta cần phải đích thân thể nghiệm sự an lạc bên trong ý của tôi là những người có xe mercedes mới biết được mercedes mới biết được những chuyện nói là giống nhau phải không còn những sự miêu tả không phải là chiếc mercedes tuy tôi dùng ngôn ngữ bình thường để nói chuyện với quý vị nhưng đây là những chuyện rất đặc biệt quý vị cần phải đích thân thể nghiệm cố gắng tu hành và cần phải có người dẫn dắt mới an toàn chúng ta tu hành tuy cũng có một phần ngàn vạn thành công nhưng rất nguy hiểm phải mạo hiểm, không an toàn. Thời xưa, có những người như các vị guru và chief, họ đều là những người tự tu luyện thành công hoặc tu những pháp môn khác mà thành công. Những người mà tôi gặp qua, tự tu không phải là không có nguy hiểm, phần đông đều gặp nhiều vấn đề. Và lại, cảnh giới họ đạt được cũng không phải là cảnh giới cao nhất. Sau khi qua được thế giới thứ tư, quý vị đến một thế giới cao hơn thế giới thứ năm nơi đó là quê hương của các vị minh sư tất cả các minh sư đều đến từ đây cho dù đẳng cấp của họ cao hơn thế giới thứ năm nhưng họ vẫn ở đây đây là nơi cư ngụ của họ vượt qua thế giới thứ năm còn có rất nhiều tình trạng khác của thượng đế điều này không dễ gì hiểu được tôi sợ rằng quý vị sẽ bối rối rất có thể sau này hoặc sau khi thọ tấm ứng quý vị đã chuẩn bị một chút tôi sẽ nói đến những điều mà quý vị không thể tưởng tượng được để tránh những quan niệm sai lầm đưa đến việc hiểu lầm ý chỉ của thượng đế Sau đây kính mời quý thính giả lắng nghe phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và Thính Chúng sau buổi thuyết giảng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Nữ Ước Mỹ Quốc vào ngày 26 tháng 6 năm 1992 với chủ đề Bí ẩn của siêu thế giới. That the master can borrow people's karma. In that case, uh, the karma is erased for these uh, people. What uh, What is the consequence for the people? If that's what the master chooses to do. In fact, all the disciples at the time of initiation, all the karma in the past has to be erased. Uh, only leave the present karma so we can go on to continue with this life, otherwise, we die immediately. <laughs> no karma cannot live here therefore the master has to erase the store karma only so the person is clean and leave a little bit of karma for him to continue this life to do what he has to do in this life and after this finished that's All why he can stuff. go otherwise mm -hmm. how can he go even if he's clean this life how clean and how about last lives you understand mm -hmm. yes, yes thank you yeah welcome <laughs> ngài có đề cập đến việc minh sư có thể mượn nghiệp chướng của người khác Trong một trường hợp như vậy, nghiệp chướng của họ có thể được tiêu trừ sao? Đối với những người đó, họ có những kết quả gì? Nếu các vị minh sư ấy tự nguyện làm thì họ có thể tiêu trừ nghiệp chướng của bất cứ người nào. Sự thật lúc Thọ Tâm ấn, tất cả những nghiệp chướng trong quá khứ của đệ tử đều đã được tiêu trừ. Tôi chỉ để lại cho họ nghiệp chướng của cuộc đời này. Như vậy họ mới có thể tiếp tục sống, nếu không quý vị sẽ lập tức vãng sanh bởi vì không còn nghiệp chướng thì không thể sống tại thế giới này cho nên minh sư chỉ tiêu trừ những nghiệp chướng tồn kho như vậy những người ấy mới có thể sạch sẽ và để lại một ít nghiệp chướng để họ tiếp tục làm những công việc của cuộc đời này khi thời gian đến họ mới có thể ra đi nếu không làm sao họ có thể đi được dù trong cuộc đời này họ rất trong sạch nhưng còn nghiệp chướng của đời khác thì sao mục đích của tu hành là gì mục đích là gì à tôi chưa nói cho quý vị nghe sao là để thần du siêu thế giới trở về thiên quốc liễu ngộ trí huệ của quý vị và làm một con người tốt hơn trong cuộc đời này tất cả các thế giới đều có nghiệp chướng phải không không phải tất cả các thế giới đều có chỉ có đến thế giới thứ hai mà thôi bởi vì đầu óc của chúng ta hay bộ máy điện tử là sản phẩm của thế giới thứ hai chúng ta từ những thế giới cao hơn xuyên qua nhiều cuộc hành trình đến thế giới vật chất này làm một số công việc dù là một vị minh sư khi họ từ thế giới thứ năm đến thế giới vật chất này cũng phải đi qua thế giới thứ hai để mang bộ máy điện tử này vào mới có thể làm việc tại thế giới này cũng giống như một người thợ lặn khi xuống nước họ phải mang bình dưỡng khí và những khí cụ khác dù bản thân của họ không có gì quái dị nhưng một khi họ đeo bình dưỡng khí, mặc áo lặn vào, trông họ giống như một con nhái vậy. Bởi vì chúng ta có những trở ngại giữa bộ máy điện tử và thân thể, cho nên trong chúng ta quái dị như thế này. Nếu không chúng ta rất là hoàn mỹ. Dù quý vị nghĩ rằng bây giờ quý vị rất đẹp, nhưng so với con người thật, quý vị vẫn rất là xấu xí. Tuy nhiên, để có thể làm việc tại thế giới này, chúng ta cần phải mang những trang bị đó vào vì vậy khi chúng ta vượt qua thế giới thứ hai đến những cảnh giới cao hơn chúng ta phải để lại bộ máy điện tử của chúng ta ở đó đến những thế giới cao hơn chúng ta không cần dùng đến bộ máy đó nữa cũng như một người thợ lặn khi lên bờ họ sẽ cởi bỏ bình dưỡng khí và những trang bị khác ra bản lai diện mục của họ sẽ xuất hiện ngài nói rằng khi vượt qua thế giới thứ hai thì sẽ bỏ được tất cả các nghiệp chướng lại hoặc cần phải tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nghĩa là tất cả các nghiệp chướng của quá khứ và cuộc đời này phải không đúng vậy bởi vì không còn bộ máy điện tử để ghi lại mọi việc chúng ta có nghiệp chướng vì có bộ máy điện tử này đầu óc là dùng để ghi lại từng kinh nghiệm của thế giới vật chất cho nên chúng ta mới có nghiệp chướng tốt xấu đều được máy ghi lại bên trong chúng ta gọi đó là nghiệp chướng nghiệp chướng là gì vậy đó là những kinh nghiệm tốt xấu trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta, những phản ứng và những kinh nghiệm học hỏi. Bởi vì chúng ta có cái gọi là lương tâm, chúng ta biết được mình cần phải làm điều thiện. Nhưng có những lúc chúng ta gây nên chuyện xấu, và những chuyện xấu này làm cho chúng ta rất khổ tâm. Vì vậy chúng ta gọi là nghiệp chướng. Cũng giống như lúc chúng ta leo núi, mang rất nhiều rác rưới, hành lý, và sức hút của trái đất kéo chúng ta xuống nên chúng ta leo núi rất khó trên thế giới này có rất nhiều nội quy đạo đức và pháp luật của các quốc gia khác nhau phong tục tập quán ràng buộc chúng ta vào trong cái gọi là thiện và ác cùng những quan niệm có tội và vô tội vì vậy thể theo phong tục tập quán luật pháp của một quốc gia nào đó chúng ta qua lại với người khác thì sinh ra thiện và ác những kinh nghiệm có tội hay không có tội Hành động này tự nhiên trở thành một thứ thói quen. Chúng ta nghĩ rằng làm điều này sẽ có mặt cảm tội ác, làm điều kia là xấu, vân vân. Bộ máy điện tử cứ mãi miết ghi vào, cho nên chúng ta mới bị luân hồi sinh tử, bị ràng buộc trong thế giới vật chất hoặc thế giới tương đối cao hơn. Chúng ta không đủ trình độ, không đủ tự tại, không thể bay bổng lên cao, đều vì quan niệm hư ảo này lúc chúng ta sinh ra có phải đã được định trước rằng cuộc đời này sẽ đạt tới đẳng cấp nào không không chúng ta có tự do tư tưởng muốn đi nhanh hay chậm thí dụ xe của quý vị chứa được mấy trăm lít xăng quý vị có thể đi nhanh một chút hoặc là đến chậm một chút quyết định đều do quý vị tôi muốn biết về đẳng cấp của thiên sứ đẳng cấp của thiên sứ ồ quý vị muốn biết thiên sứ nào thiên sứ bảo hộ thiên sứ bảo hộ có thể đạt tới thế giới thứ hai đẳng cấp của thiên sứ thấp hơn đẳng cấp con người họ chuyên môn phục vụ cho chúng ta họ chưa bao giờ vượt qua được thế giới thứ hai sao không ngoại trừ họ được làm người họ rất ngưỡng mộ loài người bởi vì thượng đế ngự bên trong con người chúng ta có một thiết bị có thể cùng với thượng đế đồng một thể nhưng thiên sứ thì không điều này khá phức tạp tôi sẽ nói với quý vị vào một dịp khác có rất nhiều loại thiên sứ khác nhau tất cả đều vì muốn giúp đỡ chúng ta mà họ được tạo thành nếu họ được thượng đế sáng tạo cũng là để phục vụ chúng ta họ có thể vượt qua được thế giới thứ hai nhưng cũng không cần thiết mấy có những lúc một vật nào đó được chế ra rồi thì không thể nào sửa đổi được thí dụ quý vị ở trong một căn phòng tất cả vật dụng được sáng tạo là để cho đời sống quý vị được dễ chịu tuy những vật này rất là hay thí dụ quý vị ngồi đây nhưng có thể dùng máy điều khiển bằng vô tuyến để bật hết tất cả đèn trong phòng ngoài vườn hay có thể mở máy truyền hình chiếc máy điều khiển vô tuyến này là do chính quý vị phát minh nhưng máy chỉ dùng để phục vụ cho quý vị mà thôi về phương diện nào đó máy này hay hơn quý vị có thể điều khiển một vài điều mà khả năng của quý vị làm không được. Máy được tạo ra là để phục vụ cho quý vị. Dù về phương diện nào đó, chiếc máy có hơn quý vị, nhưng bộ máy điện tử không bao giờ có thể trở thành con người. Tôi muốn biết hiện nay, chúng ta có thân người này. Phải chăng vì những kiếp trước, chúng ta làm những chuyện xấu, cho nên không thể giải thoát được. Chúng ta nguyên bản là bị dừng lại thế giới này. Hoặc trước đây, chúng ta đã từng ở những nơi cao hơn. Chúng ta phải có thái độ hoặc cách nhìn như thế nào để có thể sớm vượt qua được đẳng cấp này để được giải thoát. Nếu như chúng ta biết cách tu hành thì có thể vượt qua. Có rất nhiều pháp môn giúp chúng ta vượt qua thân xác này để đến siêu thế giới. Có pháp môn không thể đưa chúng ta đến nơi cao xa, có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến những nơi cao xa hơn và có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến mục tiêu từ lúc còn trẻ đến bây giờ tôi so sánh tất cả các pháp môn đã học được trong đó pháp môn của tôi là hay nhất có thể đưa chúng ta đạt đến cảnh giới cao nhất đạt được mục đích nếu như quý vị muốn có kinh nghiệm thì ngoài đường phố có rất nhiều pháp môn để quý vị lựa chọn có những pháp môn đưa quý vị đến thế giới atula có pháp môn đưa quý vị đến thế giới thứ hai có những pháp môn đưa quý vị đến thế giới xa hơn ví dụ thế giới thứ ba hoặc thế giới thứ tư nhưng có thể đạt tới thế giới thứ năm thì không nhiều lắm pháp môn mà chúng ta đang tu hành có thể đưa quý vị đến thế giới thứ năm sau đó quý vị được tự tại để quý vị tự đi một mình vượt qua thế giới thứ năm chúng ta có thể tiếp xúc được rất nhiều góc cạnh của thượng đế nhưng đây không phải là việc mà mọi người ưa thích chúng ta thường nghĩ rằng thế giới càng cao càng tốt nhưng thật sự không phải vậy thí dụ có lúc chúng ta được mời đến một tòa nhà đẹp đẽ chúng ta được ở trong phòng khách của người chủ ngồi đó hưởng thụ những thứ rất vừa ý sau đó chúng ta muốn vào những căn phòng ở bên trong để nhìn thử rốt cuộc chúng ta lại đi đến nơi đổ rác quý vị biết căn nhà có rất nhiều phòng không phải phòng nào cũng quan trọng chúng ta có thể ra phía sau căn nhà hoặc đến phòng phát điện ở ngoài căn nhà rồi bị điện giật chết ở nơi đó cho nên không nhất định là càng vào bên trong càng tốt nhưng vì chúng ta muốn mạo hiểm chúng ta mới đi tôi có hai vấn đề thứ nhất ngài nói rằng có những ký ức từ những kiếp trước ký ức này từ đâu mà đến thứ hai làm thế nào để tiêu trừ những nghiệp chứng liên hệ bao gồm những suy nghĩ hiện tại sự suy nghĩ này có phải là một phần của những nghiệp chứng mới không phải phải, rất có quan hệ. Vấn đề thứ nhất, nghiệp chướng từ đâu mà đến? Quý vị có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp. Tôi đã nói với quý vị tiền kiếp được ghi lại trong ký ức AK. Đó là thứ việc của thế giới thứ hai. Bất cứ người nào đến đây đều có thể vào xem xét, cũng như không phải bất cứ người nào cũng có thể vào thư viện của Liên Hiệp Quốc. Nhưng tôi có thể, bởi vì hôm nay tôi được mời đến liên hiệp quốc để giảng kinh không phải mỗi người đều có thể vào liên hiệp quốc nhưng quý vị có thể bởi vì quý vị là thành viên ở nơi đây cũng vậy khi chúng ta đạt tới thế giới thứ hai thì có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp chúng ta ở một nơi nào đó của thế giới thứ nhất cũng có thể biết được tiền kiếp của một người nhưng không phải sự ghi chép hoàn bị cao đẳng vả lại những kinh nghiệm của tiền kiếp liên quan đến nghiệp chứng của cuộc đời này như thế nào chúng ta có thể nói rằng đó là những kinh nghiệm mà chúng ta đã học được để ứng phó với cuộc sống của cuộc đời này những thu thập mà quý vị nhận được từ kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến đời sống của kiếp này cũng vậy khi quý vị gặp những kinh nghiệm không vui tương tự như kiếp trước sẽ gây cho quý vị những sự lo sợ nếu kiếp trước quý vị vô ý té từ trên lầu xuống bị thương rất nặng lúc đó rất tối lại không có ai giúp đỡ quý vị hiện tại mỗi lần quý vị bước xuống thang lầu quý vị cảm giác sợ hãi đặc biệt là ở những nơi cầu thang cao và tối quý vị cứ ngập ngừng mãi không biết có nên xuống hay không nếu như tiền kiếp của quý vị đã nghiên cứu một cách sâu sắc một môn khoa học nào đó thì kiếp này quý vị sẽ phát hiện rằng mình vẫn có nhiều hứng thú về bộ môn này dù cuộc đời này quý vị không phải là khoa học gia nhưng với việc nghiên cứu khoa học quý vị có cái nhìn rất đặc biệt những vấn đề khác cũng vậy lại ví dụ moza là một thiên tài lúc bốn tuổi đã biết chơi dương cầm đến nay vẫn rất nổi tiếng bởi vì trước khi trở thành một vị thầy nổi tiếng đời đời kiếp kiếp ông đã luyện tập âm nhạc nhưng mỗi khi sắp sửa đạt tới đỉnh cao của âm nhạc thì ông lại qua đời. Cho nên ông ra đi không đành. Ông rất yêu thích âm nhạc nên không muốn đi chút nào. Lúc vãng sanh, ông rất ước ao phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Cho nên khi trở lại, ông mang theo những tài hoa đã học được từ kiếp trước. Trong số những người này, có những người trước khi đến thế giới này, họ đã đến thế giới Atula hoặc thế giới thứ hai cho nên họ có những tài hoa về khoa học âm nhạc hoặc văn chương rất lạ thường hoặc những sức sáng tạo khác quý vị biết có những phát minh sáng tạo siêu phàm mà người khác không hiểu và cũng không nghĩ đến đó là vì họ đã học qua và đã thấy qua cho nên có hai cách học tập tại thế giới này và tại siêu thế giới những người vừa mới sinh ra đã có bản năng thiên phú hoàn mỹ thí dụ những thiên tài đều là những chuyên gia của siêu thế giới họ là chuyên gia của thế giới atula hoặc thế giới thứ hai thậm chí có người đến từ thế giới thứ ba nếu họ tự nguyện trở lại cuộc đời này họ là những thiên tài xuất chúng xin sư phụ khai thị điều kiện của tấm ấn là gì sau khi thọ tấm ấn mỗi ngày phải tu hành như thế nào trước hết mọi việc đều hoàn toàn miễn phí không có một sự ràng buộc nào ngoại trừ quý vị muốn tiếp tục tu hành thì tự mình giữ gìn kỷ luật. Điều kiện là không cần phải biết bất cứ bộ môn yoga, kiến thức tọa thiền hoặc kinh nghiệm nào. Nhưng phải trọn đời ăn chay gồm cả việc không ăn trứng. Sữa và phó mát có thể dùng, chỉ cần dùng phẩm vật nào không cần phải sắc sanh là được. Dùng trứng được coi như là sát hại nửa sinh mạng cho dù trứng chưa thụ tinh cũng không thể ăn bởi trứng sẽ hấp thụ những lực lượng âm vì vậy những thầy phù thủy thích chơi hắc thần thông dùng trứng để hút những con ma theo bên họ quý vị có biết điều này không có người trả lời biết quý vị biết ồ hay quá tuy quý vị không tức khắc hay ngộ nhưng ít nhất cũng có tức khắc chứng minh lúc truyền tâm ấn quý vị có thể nghiệm được âm thanh và ánh sáng của Thượng Đế. Thứ âm nhạc tâm linh này sẽ đưa quý vị đến một tầng lớp ý thức cao hơn để quý vị thưởng thức được mùi vị của nhập định, niềm vui và sự an hòa thâm diệu. Sau khi thọ tâm ấn, nếu quý vị cố gắng tu hành, có thể tiếp tục ở nhà tu hành. Tôi không hối thúc quý vị và cũng không làm phiền quý vị nếu quý vị tiếp tục tu hành và cần tôi giúp đỡ tôi mới có thể tiếp tục giúp đỡ. Nếu không, tự quý vị cũng biết phải làm thế nào. Mỗi ngày tọa thiền 2 tiếng rưỡi, buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, tọa thiền 2 tiếng, buổi trưa có thể tọa thiền nửa tiếng. Lúc tôi không giảng kinh ở đây, quý vị có một tiếng đồng hồ ăn trưa, quý vị có thể ẩn lánh vào một chỗ để tọa thiền. Như vậy là có được một tiếng đồng hồ rồi. Khi về nhà, ngồi một tiếng hoặc nửa tiếng buổi sáng thức dậy sớm một tiếng, sắp xếp lại thời gian, nghỉ ngơi. Ví dụ bớt coi truyền hình, bớt nói chuyện, bớt gọi điện thoại, bớt đọc báo sẽ để dành được rất nhiều thời giờ. Sự thật chúng ta có rất nhiều thời giờ, chẳng qua là chúng ta lãng phí mất hết. Cũng giống như chúng ta không lái xe đến Long Island chơi mà ở trong khu vườn phía sau viện này. Câu trả lời như vậy, quý vị có thỏa mãn không? có người trả lời thỏa mãn. Ngoài việc yêu cầu quý vị trọn đời ăn chay, không còn một điều kiện nào khác. Sau đó, đời sống của quý vị sẽ mỗi ngày một cải thiện, có những kỳ tích phát sinh, quý vị không cần khẩn cầu mà tự nhiên nó đến. Nếu quý vị dụng tâm tu hành, có thể sống trên trái đất này hưởng thụ cảnh thiên đường. Cho nên có những đệ tử theo tôi tu hành đến mấy năm vẫn còn dính theo tôi không rời bởi họ thật sự dụng tâm tu hành thể nghiệm ngày càng tốt bản tính là gì bản tính à được bản tính rất khó giải thích nhưng quý vị có thể dùng trí thức của mình để tưởng tượng bản tính là một thứ trí huệ cũng giống như quý vị hiểu biết một chuyện rõ ràng hơn trước đây quý vị chưa biết hiểu biết những chuyện mà trước đây hoặc bây giờ không hiểu đó là bản tánh một khi bản tánh còn được gọi là trí huệ mở ra quý vị sẽ biết được mình là ai tại sao lại đến đây ngoài những thế giới này còn có những thế giới nào loại người nào trong vũ trụ còn có rất nhiều việc cho nên từng lớp của bản tính như là những trình độ hiểu biết khác nhau cũng như trong trường đại học có rất nhiều trình độ khác nhau quý vị học càng nhiều sự học càng phong phú cho đến khi tốt nghiệp mới thôi những chuyện trừu tượng rất khó giải thích rõ ràng nhưng tôi đã cố gắng rồi đó là một thứ liễu ngộ khi quý vị đến từng lớp trí thức cao trình độ liễu ngộ sẽ thay đổi sự hiểu biết và cảm nhận về sự việc sẽ biến đổi trong lòng cảm thấy hết sức yên tịnh an nhàn pháp hỷ tràn đầy vô tư vô lự đối với đời sống hàng ngày rất rõ ràng biết xử lý mọi việc hơn trước càng biết giải quyết vấn đề. Về phương diện vật chất, đã có rất nhiều điều tốt, không cần phải nói đến sự cảm nhận bên trong của quý vị. Chỉ quý vị mới biết được, những điều này không dễ giải thích. Cũng như quý vị kết hôn với người quý vị thương yêu, cảm giác đó chỉ quý vị biết được, không ai có thể cảm nhận dùm cho quý vị. Sư phụ kính yêu, cảm ơn Ngài đã cho những bài khai thị tinh vi. Có thể xin sư phụ giải những nghi vấn trong lòng con không? tại sao đến thế giới ngày nay có nhiều đại sư như vậy có thể cho chúng ta những cơ hội học tập nhanh chóng mà trước đây rất khó khăn xin sư phụ khai thị được đương nhiên là được vì ngày nay việc truyền tin tương đối dễ dàng hơn ngày trước cho nên chúng ta tìm minh sư cũng dễ dàng hơn chứ không phải như ngày xưa không có minh sư hoặc minh sư khó kiếm đương nhiên có những minh sư tương đối dễ cầu điều này phải coi nhân duyên của minh sư với đại chúng sự lựa chọn của chính ngài và ý nguyện truyền thụ của ngài mà định nhưng bất cứ thời đại nào đại khái cũng có từ một tới năm vị minh sư tùy theo nhu cầu của thời đại mà định ngày nay chúng ta thấy được rõ ràng hơn trước có được nhiều vị minh sư xuất hiện nhận biết được nhiều đại sư với đẳng cấp khác nhau cũng bởi một điều may mắn là việc quảng bá tin tức đến đại chúng trong thời đại này rất dễ dàng. Truyền hình, đài phát thanh và sách vở đủ loại có thể sản xuất một cách nhanh chóng hàng ngàn, hàng vạn quyển sách. Thời xưa muốn in một quyển sách phải dùng chiếc búa thô tạp để trước hết phải chặt một thân cây xuống, rồi chẻ ra thành từng miếng mỏng. Đầu búa chỉ dùng ít lâu sau là hư hoặc lục đi, không dùng được nữa. Cho nên phải tốn rất nhiều thời giờ, dùng đá để mài bén, còn có rất nhiều chuyện phiền phức khác. Sau đó từng chữ từng chữ một từ từ khắc lên. Việc chuyên chở một quyển thánh kinh phải dùng cả một quân đoàn. Nếu trong thời đó có xe vận tải thì phải dùng loại xe thật lớn. Bây giờ việc truyền bá dễ dàng, cho nên chúng ta mới biết có nhiều vị đại sư quý vị rất may mắn có thể lựa chọn vị minh sư mình thích như đi dạo phố vậy điều này đối với quý vị rất tốt không ai có thể gạt quý vị ta là hay nhất được quý vị có thể so sánh dùng trí thông minh của quý vị phán đoán ồ người này tương đối khá hoặc tôi có vẻ thích người này hơn người này trông dễ sợ quá người kia xấu quá ngài đề cập đến việc có thể dạo phố lựa minh sư như vậy, những người đã thọ tâm ấn với những vị sư phụ khác, Ngài có vui lòng giúp họ thọ tâm ấn hay không? Chỉ cần họ thật sự tin rằng tôi có năng lực hơn, có thể giúp họ sớm đạt đến những cảnh giới cao hơn, tôi mới giúp họ tâm ấn được. Nếu họ vẫn rất tin tưởng vào vị sư phụ trước của họ, bỏ không được, thì cứ tiếp tục theo vị sư phụ đó như vậy tốt hơn. Nếu quý vị tin rằng sư phụ của quý vị là tốt nhất, thì quý vị không cần thay đổi nhưng nếu quý vị vẫn chưa thể nghiệm được ánh sáng và âm thanh mà tôi vừa giảng trong lòng vẫn còn hoài nghi thì cần phải xét lại thử coi ánh sáng và âm thanh là tiêu chuẩn đo lường rất chính xác nếu người nào không thể lập tức cho quý vị thể nghiệm ánh sáng và âm thanh đều không phải là chân sư xin lỗi tôi cần phải nói thật ánh sáng và âm thanh là điều cơ yếu để lên thiên đường. Cũng giống như muốn xuống biển, nhất định phải được trang bị một bình dưỡng khí. Mọi vật đều có những ích dụng riêng biệt. Cho nên quý vị thấy, tất cả các thánh nhân đều có vần hào quang, đó tức là ánh sáng. Quý vị tu pháp môn này cũng sẽ phát ra những vòng ánh sáng như trên hình vẽ Chúa Giêsu vậy. Những người có siêu năng lực sẽ nhìn thấy được ánh sáng của quý vị. Cho nên họ vẽ Chúa Giêsu, Phật Thích Ca đều có những vòng ánh sáng theo các người này nếu quý vị mở được thiên nhãn thì quý vị sẽ thấy những người tu hành cao đều có được những vòng ánh sáng này rất nhiều người có thể thấy được ở đây có ai thấy không có người trả lời có quý vị nhìn thấy gì tôi thấy được khí khí và ánh sáng khác nhau khí có rất nhiều màu sắc khác nhau màu đen màu cà phê màu vàng và màu đỏ tùy theo tánh tình của đối phương lúc đó mà định nhưng khi quý vị nhìn thấy linh khí của một người rất là mạnh thì khác hẳn có phải không tôi không phải hỏi câu hỏi trước đây tôi có một thời tu qua về raja yoga tôi nghĩ rằng những điều tôi thấy được cũng là một thứ khí ý của tôi là lúc đó tôi cũng không được hiểu rõ lắm bây giờ thấy không được sao hoặc là thỉnh thoảng có thể thấy được không thấy được bây giờ tôi không tọa thiền nên không thấy ồ cho nên mới bị mất thứ năng lực này nếu cứ tin tưởng vào pháp môn này thì vẫn phải ngồi thiền về phương diện này đối với quý vị có lợi mà không có hại phải không tôi đọc trên tờ truyền đơn của ngài có nói về ngũ giới một khi thọ tấm ấn là phải thọ ngũ giới sao phải đây là pháp luật của vũ trụ tôi không hiểu ý nghĩa của tà dâm nghĩa là nếu quý vị đã có một ông chồng rồi thì đừng đi tìm ông thứ hai, rất dễ dàng giản dị hóa đời sống của quý vị, không nên quá phức tạp, tránh việc tranh cãi về tình dục, khi có tình nhân sẽ làm người khác đau khổ, dù là cấm tình của người khác, chúng ta cũng không nên làm tổn thương, ý nghĩa là như vậy. Chúng ta cố gắng tránh tạo nên cảm tình, sự đau khổ và xung đột trong thâm tâm của mỗi người đều như nhau nhất là những người chúng ta yêu mến nếu đã có tình nhân rồi thì đừng nói cho chồng mình nghe nói ra chỉ làm ông thêm đau lòng mà thôi nhưng phải từ từ giải quyết vấn đề này có người nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra về nhà cũng phải kể hết cho vợ hay chồng mình như vậy mới chứng tỏ hành vi trung thực chánh đáng của mình làm như vậy là bậy là không tốt quý vị đã phạm lỗi rồi tại sao còn đem rơm rác về bắt người khác phải chia sẻ nếu ông chưa biết thì không đau đớn lắm hiểu không biết được sự thật chỉ làm ông thêm đau lòng mà thôi cho nên phải tự mình cố gắng giải quyết vấn đề đừng làm sai nữa là được tốt nhất là đừng nói cho người yêu của mình nghe vì như vậy sẽ làm đau lòng họ